Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với kênh Chứng khoán TV của Agent Phim Việt Nam. Và để tiếp nối cho series đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chủ đề giá trị sổ sách. Nó là gì và ứng dụng ra sao trong việc đánh giá các cổ phiếu? Agent Phim Việt Nam thì đánh giá là đây là một kiến thức cơ bản. Tuy nhiên thì rất cần thiết cho quý vị và các bạn những người mới tham gia thị trường chứng khoán cho việc thực thi các chiến lược của mình trong tương lai. Vâng, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau ôn bài một chút. Ở kỳ trước chúng ta đã nói về mệnh giá cổ phiếu, hay trong tiếng Anh còn gọi là par value hay là face value. Ngoài ra thì còn có hai loại giá trị khác của cổ phiếu mà chúng ta biết đến. Đó là book value, vâng, hay còn gọi là giá trị sổ sách. Thứ mà chúng ta sẽ nói trong clip ngày hôm nay. Ngoài ra, thứ mà phổ biến nhất chúng ta hay quan tâm nhất đó chính là thị giá của cổ phiếu, market value. Vâng, market value chúng ta sẽ nói ở kỳ sau của clip. Vâng, đầu tiên thì giá trị sổ sách là gì? Vâng, giá trị sổ sách hay còn được ký hiệu là B, tức là viết tắt của book đấy, là giá trị của vốn chủ sở hữu tính trên mỗi cổ phiếu. Vâng ạ. Xin nhắc lại với quý vị các bạn, đó là vốn chủ sở hữu tính trên một cổ phiếu. Và với công thức tính của giá trị sổ sách thì chúng ta sẽ thường có hai cách tính như sau. Thứ nhất, giá trị sổ sách sẽ bằng vốn chủ sở hữu chia cho số lượng cổ phiếu mà doanh nghiệp đó đã ban hành. Chúng ta sẽ có cách tính thứ hai, đó là bằng tổng của tài sản trừ đi nợ phải trả. Tất cả sẽ chia cho số lượng cổ phiếu mà doanh nghiệp này có. Chúng ta có hai công thức tính như vậy cho giá trị sổ sách. Vâng, và nói lại một chút về mệnh giá, cũng như là so sánh một chút giữa mệnh giá và giá trị sổ sách. Thì mệnh giá cổ phiếu, nó liên quan đến vốn góp ban đầu. Và theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì với các công ty cổ phần khi mới thành lập, thì mệnh giá cổ phiếu luôn là 10.000 đồng. Và lưu ý với quý vị và các bạn, thì cái mệnh giá cổ phiếu này thì nó được thể hiện ở trong, thứ nhất là trong cái tờ cổ phiếu mà các bạn, nếu như bạn nào sở hữu một tờ cổ phiếu bằng giấy thì nó sẽ được in ở trên đó, hoặc là được đề cập ở trên điều lệ của công ty cổ phần khi mà mới thành lập, và nó là có giá trị ở trong cái thời điểm mà công ty đó góp vốn hay là công ty đó huy động vốn, thì cái mệnh giá luôn được quy định là 10.000 đồng. Còn giá trị sổ sách, vâng, giá trị sổ sách là giá trị của vốn của doanh nghiệp được tính trên một cổ phiếu, được tính ở trong cái quá trình mà công ty đó đã hoạt động được một thời gian rồi. Vâng, quý vị các bạn có thể nhìn trên ở hình ở đây, nó liên quan mật thiết đến cái việc mà công ty đó đang hoạt động, nó có hiệu quả hay không, thì nó sẽ thể hiện ở giá trị sổ sách tại cái thời điểm đó. Vâng, vậy thì với những cái đặc điểm như vậy thì giá trị sổ sách của doanh nghiệp được ứng dụng ra sao vào việc đánh giá cổ phiếu? Thì đầu tiên có thể, theo Agent Phim Việt Nam, chúng ta sẽ chia làm các trường hợp. Thứ nhất là nếu giá trị sổ sách lớn hơn mệnh giá, và thứ hai là nếu giá trị sổ sách nhỏ hơn mệnh giá 10.000 đồng thì sẽ như thế nào. Và chúng ta cùng nhau đi vào trường hợp thứ nhất. Trường hợp mà nếu như B, vâng, B là giá trị sổ sách của một cổ phiếu lớn hơn mệnh giá của nó, tức là lớn hơn 10.000 đồng, thì chứng tỏ là doanh nghiệp này có các yếu tố cơ bản tương đối là tốt. Thứ hai nữa, có thể nói là nếu như giá trị sổ sách càng lớn thì điều này càng tốt cho cổ phiếu đó. Và nó thường chứng tỏ là doanh nghiệp này đã trải qua một quá trình làm ăn tốt, có lãi và đã tích lũy được một lượng tiền nhất định sau một quá trình dài hoạt động. Ví dụ ở đây, AZP Việt Nam đưa ra 3 doanh nghiệp. Thứ nhất là Vietcombank. Năm 2019, Vietcombank có giá trị sổ sách là 20.000, tức là gấp đôi so với mệnh giá cổ phiếu khi mà doanh nghiệp mới thành lập. Còn FPT, một doanh nghiệp có thể nói là cũng dẫn đầu trong các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, thì có giá trị sổ sách cũng là 20.000 đồng. Còn RE, vâng, cơ điện lạnh RE, một doanh nghiệp mà đã chứng tỏ được cái vị thế của mình trong một thời gian rất dài trong ngành điện lạnh tại Việt Nam, thì thậm chí là có giá trị sổ sách lên tới 32.000 trong năm 2019. Đây đều là những doanh nghiệp mà AJP Việt Nam đánh giá là những doanh nghiệp đầu ngành, những doanh nghiệp tốt và là những cổ phiếu tốt.
chúng tôi AZP Việt Nam cũng đưa những cổ phiếu của các doanh nghiệp này vào trong cái chiến lược đầu tư dài hạn của mình. Tiếp theo, nếu như giá trị sổ sách mà nhỏ hơn mệnh giá thì ra sao? Nhỏ hơn mệnh giá 10.000 thì chứng tỏ là doanh nghiệp này thường là không tốt, và có một khả năng rất cao đó là doanh nghiệp này có thể đang làm ăn thua lỗ. Và một số ví dụ mà chúng tôi đưa ra ở đây, đầu tiên đó là Ocean Group, mã cổ phiếu là OGC. Vâng, có năm 2019 thì nó có giá trị sổ sách là 1.000 đồng. Tiếp theo với gỗ Trường Thành với mã cổ phiếu là TTF, thậm chí chỉ có giá trị sổ sách là 500 đồng. Vâng, các bạn đang không nhìn nhầm đâu ạ, giá trị sổ sách của gỗ Trường Thành vào năm 2019 không phải là 5.000 đồng mà chỉ là 500 đồng mà thôi, cách rất xa so với mức giá trị của một mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng. Hay với thủy sản Hùng Vương HVG thì giá trị sổ sách là 7.000 đồng. Vâng, những thông tin này chúng tôi đưa ra đều là năm 2019, và ở cái thời điểm đó thì đây đều là những công ty mà có tình hình kinh doanh không tốt. Đây là điều mà các bạn cần đặc biệt lưu ý, và giá trị sổ sách nó có thể chỉ là một con số nào đấy. Nếu như quý vị và các bạn hay để ý đến thị giá thay vì giá trị sổ sách thì thường chúng ta sẽ bỏ qua đi những cái ý nghĩa rất quan trọng của giá trị sổ sách vào cái việc mà đánh giá cổ phiếu. Trên đây thì chúng tôi đã đưa ra một số những cái đánh giá, một số những cái so sánh và ví dụ minh họa rất rõ ràng để quý vị và các bạn có thể thấy cái việc ứng dụng của giá trị sổ sách vào việc đánh giá cổ phiếu ra làm sao. Trong trường hợp mà giá trị sổ sách cao hơn mệnh giá 10.000 và trong trường hợp mà nhỏ hơn mệnh giá 10.000 thì chắc hẳn quý vị và các bạn sau khi xem clip này của chúng tôi, quý vị đã biết là phải làm gì khi ứng dụng giá trị sổ sách vào việc đánh giá các cổ phiếu. Nó rất đơn giản thôi. Vậy thì trong tương lai, ngoài việc quan tâm đến giá của cổ phiếu đang đắt hay rẻ, vâng, điều đó thực sự khó hơn rất nhiều so với việc là chúng ta có một cái phân tích rất nhỏ thôi. Giá trị sổ sách của doanh nghiệp này là bao nhiêu? Nó đang ở vị thế như thế nào so với mệnh giá của doanh nghiệp đó? Vâng, trên đây là clip phân tích về giá trị sổ sách của doanh nghiệp và cách ứng dụng của nó vào trong việc phân tích, đánh giá các cổ phiếu. Và ở kỳ tiếp theo, hãy cùng AZP Việt Nam chúng ta đi cùng với nhau đi đến yếu tố giá trị thứ 3 của một cổ phiếu, đó là thị giá cổ phiếu và những ý nghĩa sâu xa mà AZP Việt Nam cho là các bạn phải biết trong quá trình là một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Vâng, và để tiếp tục ủng hộ chúng tôi, để tiếp tục cùng với AZP Việt Nam chúng ta có những clip ý nghĩa hơn nữa, có giá trị hơn nữa dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán, thì hãy tiếp tục subscribe, comment và chia sẻ những clip của chúng tôi trên kênh Chứng khoán TV. Chào thân ái và quyết thắng!